Mọi người chia sẻ giúp nhá. Mình cứ đứng đây được, đứng đây được, từ đến đây không ạ? Mọi người chia sẻ giúp nhá. Mày nói chia sẻ giúp nhau. Khổ lắm. Đây có đứng nào. Ai, là nhân dân tỉnh đây. Quang Hoa nha ạ. Tổ 4 tổ 5 đây. Thành phố cần phải lấy đất của người dân để xây xong hào bán. Chưa có quyết định gì của tỉnh mà chưa có quyết định phê duyệt chính thức của tỉnh mà lấy đất của người dân để cưỡng chế người dân. Chưa có quyết định thu hồi đất gì, chưa có một cái gì đã lấy đất của người dân rồi. Mọi người và chia sẻ giúp nha, mọi người anh xem chia sẻ giúp nha. Đây là những bà cụ già năm nay hàng 94 tuổi rồi, lấy đất của bà đã 47.000 thuê sắc hào bán. Nên người ta hoan hết quá, người ta lên tỉnh người ta kêu đây, khổ thân. Rồi, giả người ta có 45.000. 45.000, bây giờ có 45.000 thôi. Đấy, đây là 94 tuổi đây, cụ già này 94 tuổi. Người hai con tâm thần đây mà nó cướp đất của cụ như thế. Trời ơi, bất ức quá rồi, người dân phải thế đây anh à. Bây giờ bất ức quá rồi, nó đến nó đòi cưỡng chế của người dân, trong khi đó nó giả có 45.000 một mét vuông. Mọi người xem mình chia sẻ giúp cho các cụ nha, khổ thân. Cụ 94 tuổi rồi, cũng là mẹ Việt Nam, mẹ liệt sĩ. Đấy. Và liệt sĩ đấy là cụ khổ như thế, khổ lắm. Ở xóm nhà tớ mà. Đây là cụ thế tổ 4 khu 9B phường Quang Hanh. Vâng ạ. Chưa bán mà lấy của dân có 45.000 một mét vuông, người dân người ta ăn hóa lên để ngày mai cũng chế bảo chữ. Bây giờ đòi cưỡng chế dân khổ lắm. 45.000 nha. Bây giờ còn có 45.000 nha. Tổ 4 khu 9B phường Quang Hanh. Khổ lắm em ạ. Đấy. Cái dịch bệnh như này mà bây giờ bắt dân ngày mai là phải cưỡng chế cho dân vào khu tập trung.
Mai Bắc Vân là phải vào khu tập trung. Đấy khổ chưa? Mà bây giờ là dịch bệnh như thế này mà bây giờ các ông ép dân vào một cái khu nhà tập trung thì ai mà ở được, mà bây giờ là cưỡng chế người ta. Chính phủ ép rồi ơi. Chúng con ở đâu rồi? Dân giết ra rồi. Chết đã chứ. Đây bên tỉnh nha. Này đúng nhở? Mọi người đang xem chia sẻ giúp cho người dân ấy, khổ quá. Đấy. Mạo danh chữ ký của người dân mà để lấy công phần của tỉnh. Nhưng mà tỉnh người ta chưa phê duyệt dự án, bây giờ đã đến là đòi phải cưỡng chế người dân, ngày mai là bắt người dân vào khu tập trung. Đấy. Khổ như thế bảo làm sao mà người dân người ta chịu đựng được. Đây bây giờ chỉ có nhờ trời soi xét đấy, nhờ có tỉnh, chủ tịch tỉnh, rồi tỉnh Quảng Ninh soi xét cho người dân. Dịch bệnh đến nơi rồi. Đây này cho nó tập trung, đúng rồi, cho nó tập trung. Ba người già như thế này, xong ngày mai bảo là đưa người dân vào cái khu tập trung đấy. Hai thu hồi đất 40.000 45.000 đơn đấy. Nhà cứ đợi con đấy. Dự án thì không có, dự án thì chưa có. Mọi người chia sẻ giúp em, mọi người chia sẻ giúp em nhé. Chia sẻ giúp để cho các nhà chức trách người ta biết. Cho đến bây giờ người dân thiệt thòi quá như này, khổ quá. Khổ quá mới phải lên như này. Đây những cái bà 94 tuổi là mẹ liệt sĩ, toàn là những người có công như thế. Đấy, mà trong khi đó bây giờ lấy đất của người ta. Đây này, cái gì đây này? Cái gì đây? Dừng ngay việc lấy đất của nhân dân tổ 4 là 5 khu 9B phường Quang Hanh để xây sát heo đấy. Làm rõ việc mạo danh chữ ký của dân để cướp đất. Đấy, lại còn mạo danh chữ ký của người dân để cướp đất. Đây mọi người xem đấy. Đấy, đây này, mọi người là đấy, dân người ta này. Đấy, đấy, cướp đất của người dân cái này đây. Anh nhà báo à? Anh thấy có khổ không? Rất là khổ, anh cứ chụp đây này. Khổ thật đấy. 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 Mạo danh chữ ký của người dân là đã sai, quá sai rồi. Đấy. Đấy mọi người xem là các cán bộ đã làm đúng không? Giờ đang dịch cúm này các ông dồn ra nào? Các chị con đồn chống dịch cúm các ông đang cách ly, bây giờ các ông dồn dân. Bây giờ còn đang cách ly bắt ấy cúm, bây giờ bắt dồn dân vào. Không đúng rồi, đây này các chị cũng biết. Mà người dân khổ quá, đây em nhìn thế này, khổ như thế này. Khổ này bây giờ không có đủ cái gì mà sống à. Đuổi cô ra khỏi nhà mà cô nuôi hai con tâm thần em ạ. Ai hiểu được cho người ta đâu. Năm nay cô 90 mấy tuổi rồi. Mạo danh chữ ký của cô. Mạo danh chữ ký của cô như này cô không biết chỗ đâu. Cô có biết, cô có biết chỗ đâu mà nó mạo danh chữ ký của cô. Đấy. Đấy. Bây giờ thì biết theo ai được. Còn mạo danh chữ ký để nó đánh cướp đất của tôi. Nó mạo danh chữ ký cướp đất của tôi. Đấy, mọi người xem chia sẻ giúp cho các cụ khổ thân lắm. Con người dân người ta khổ như này có ai hiểu được đâu. Không ăn thua đâu bạn ạ. Sang một phần tiếp dân rồi họ lại đun đẩy vào thành phố Cẩm Phả, và thành phố Cẩm Phả lên và họ cứ cố tình họ làm, trong khi đó có nào là làm sai phạm như thế. Để mạo chữ ký của người dân nhá, để mạo chữ ký của người dân để lấy sự đồng thuận, thu hồi đất của người dân với cái giá 45.000 đấy. Sao lại thu đất để xây sắp heo bán? Bạn bảo là xây sắp heo bán thì bao nhiêu tiền, mà trong cái đó lấy của người dân đã 45.000 một mét vuông đấy. Những cái bà cụ già như này, cụ hàng nghìn mét vuông đất, cuối cùng bây giờ được giải bao nhiêu tiền đâu?
Đấy, một nghìn mét vuông đất của cụ, bây giờ một mình cụ nuôi hai con tâm thần mà cụ phải trồng rau trồng cỏ bán nên chứ có cái gì đâu. Khổ như thế. Bạn ơi, ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bạn ạ, à, đang là lên ủy ban tỉnh đây. Mọi người chia sẻ giúp nhá. Khổ lắm ấy, người dân người ta khốn khổ khốn nạn đây. Đấy, dịch bệnh người dân vào, bảo tồn người dân vào, mai cho khống chế. Cô tám đấy bạn ạ, khổ lắm. Dân không chịu, không chịu được, phải lên này. Dân không chịu được. Phường Quang Anh bạn ạ, phường Quang Anh, thành phố Cẩm Phả. Mọi người chia sẻ cho người dân đấy. Khổ quá, đây là những bà cụ già như thế này. Đấy. Đây, đấy, xem xét việc thu đổi đất của dân ra 45.000 đấy là các bạn phải nói. Lấy của người ta có 45.000 mà xây sắp heo bán thì là bao nhiêu tiền? Đấy mà cả người dân 45.000, người ta đang có nhà có cửa ở, bây giờ đuổi người ta ra ngoài đường trong cái lúc đang dịch như thế này, đang dịch cúm như thế này, cả lớp còn phải cho học sinh nghỉ học để chống cúm, mà bây giờ là ngày mai là ngày, nó tuyên bố là ngày mai là nó đưa quyết định rồi, là ngày mai nó sẽ đến nó phá vỡ tất cả của nhà của mọi người, thì thử hỏi thử xem là như thế có chấp nhận được không, đang cái lúc dịch cúm như thế này. Nhà nước còn phải cho đấy, các tỉnh nhà nước còn phải cho các cháu nó nghỉ học. Mà trong khi đó các ông các bà lại đi bắt người dân ra ở khu tập trung. Đấy, khóa nhà của người ta mà bắt người ta lên khu tập trung. Thì thử hỏi xem là có chấp nhận được không? Đây, đây. Khổ lắm đấy, người dân người ta quá khổ. Mọi người xem chia sẻ giúp mình nha. Mọi người xem chia sẻ giúp cho mình em đấy. Khổ sở. Bây giờ đất người dân người ta ở bao nhiêu năm, từ những cái năm 79, 80 đến bây giờ, mà cô lấy của người ta 45.000 một mét thì hỏi thử mà người ta bao nhiêu công sức của người ta. Thử xem này là anh như thế có quá đáng không? Đây là các cụ già như thế này đây, các cụ như thế này đây, mà nó đấy, đấy, cụ này là mẹ liệt sĩ đây, đấy, thế mà đấy. Ở thành phố Cẩm Phả, ở Quang Anh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh bạn ạ. Nó làm cái dự án khu suối khoáng nóng đấy, bây giờ nó lấy đất của dân có 45.000 đồng thôi để nó xây sắp heo nó bán. Dân không đồng thuận mà chưa có dự án của tỉnh, giờ tỉnh chưa phê duyệt cái dự án mà chúng nó cứ đè nó lấy. Nó lấy cho ngày mai nó bắt phải cưỡng chế. Đấy, hôm nay là hôm qua thì là nó đem đưa giấy cưỡng chế, đến hôm ngày mai, nghĩa là cách một hôm thôi, là ngày mai nó đã đòi người dân là phải đòi cưỡng chế người dân ra khỏi nhà, mà bây giờ đang dịch cúm như thế này, mọi người khổ. Đây này, đấy, mọi người nhìn đấy, khổ những cụ già như thế này, mà bây giờ đấy, trẻ người già, trẻ con như này mà bệnh dịch mà bây giờ nó cho ra đường, xong nó bảo là nó cho vào một cái chỗ tập trung. Thế bây giờ thử hỏi là cái chỗ tập trung nào bây giờ? Mà trong khi đó nhà nước còn đang là bảo là dịch cúm như này cho học sinh nghỉ để tránh lây cúm. Đấy, thử hỏi xem là có còn tình người không, có còn là con người không? À, không còn tình người đấy. Đấy, đây là nó mạo danh. Đấy, mạo danh đấy. Ông chứng tôi quay, ông chứng tôi quay. Mạo danh ông chí nào để cướp đất của
bạn coi, nó giả 45 nghìn một mét vuông. Tôi ở đâu, tôi sống ở đâu nè, tôi sống ở đâu nè. Tân đi tù đấy, nhưng mà quan sai thì có thấy gì đâu. Đấy, bây giờ đây quan sai lù lù ra, nhưng mà đấy, bây giờ cứ nha, mượn cớ là khống chế của dân. Đấy, mà ngày mai mà bây giờ đang đại dịch như thế này, mà trong khi đó cả nước người ta cần phải cho học sinh nghỉ học, mà bây giờ tống các cụ già như này, bảo là cho vào trại tập trung, cho vào một cái căn phòng. Thế thử hỏi các cụ có khổ thế không hả? Đấy, các cụ già như thế này khổ không? Mọi người xem chia sẻ hết lên cho cư dân mạng biết xem người dân người ta khổ đến mức độ như thế nào. Đấy, 45.000 đồng một mét các bạn ạ, khổ lắm ấy, người dân người ta khổ quá rồi, đúng rồi. À, các anh ấy suối khoáng nóng ấy, là xây dựng cái khu suối khoáng nóng cao cấp, thế nhưng mà nó lấy đất của người dân 45.000 để nó xây sắp heo nó bán, thì thử hỏi là người dân nào người ta chịu đựng được. Đấy, bây giờ như bà lão này là 1.000 mét vuông đất thì nó trả cho bà bây giờ được bao nhiêu tiền đâu. Đấy, bà khổ sở mà một mình bà nuôi hai con, khổ ấy là khổ. Bây giờ bắt đi, ai bắt được chúng nó? Đấy, bây giờ lấy đây này, đây này, 45.000 đây là các bạn này. Đấy, có khổ không? Đấy, 45.000 mét vuông đó các bạn ạ. À, đấy, sao mà còn mạo danh chữ ký của bà cơ? Bà ở xóm này tới mà, bà có biết chữ đâu? Bà có chỉ là nhìn được mặt chữ thôi, bà biết ký đâu mà bà ký được? Bây giờ chân tay như này ký gì? À, mạo danh, đấy, nó mạo danh nó cướp đất của bà. Cố đường sẵn đúng rồi. Bây giờ đi khóa cổng như này, dân muốn vào gặp đồng chí chủ tịch tỉnh để nói chuyện để rõ ràng ra. Thì đây đóng cửa đây, khóa cổng rồi. Không tiếp được dân. Đấy, khóa cổng rồi, không cho dân vào. Khổ lắm. Bao nhiêu lần lên tỉnh rồi? Đang ở tổng tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đây, đang ở gần ủy ban. Mất thầy lắm đấy, khổ lắm đấy. Đây người dân người ta không chịu được, người ta mới phải đi theo như thế này. Đấy mà nó đóng cửa, có được mở ra đây đóng cửa rồi. Đấy. Đây khóa hết cả cổng vào như này, đây này các bạn này, khóa hết cả cổng như này, không người dân không cho người dân vào cái này. Đấy, người ta dân người ta muốn vào, người ta gặp chủ tịch tỉnh để người ta nói rõ ra. Đấy, cho người ta kêu oan đi, người ta khổ đó khổ. Đấy, à, bây giờ không khóa cổng rồi, khổ lắm. Khóa cổng đấy. Đang người ta mở cổng ra để cho người dân người ta vào chứ. Không bằng một bát phở đây là có 45.000 mà để xây sóc heo đây này, đây này cái gì đây, yêu cầu công tiếp các cái được phê duyệt dự án của tỉnh. Ông chủ tịch ơi, là thu hồi làm sóc heo là bà con nhỉ? Đấy khổ lắm rồi, nó thích to không mở luôn, nó cháu đây nó không mở được, bà con mọi người vừa xem vừa chia sẻ giúp cho chúng em đấy nhá, vừa xem vừa chia sẻ giúp cho chúng em đấy, quá là khổ rồi, khổ lắm rồi đây này. Đấy, lấy đất của người dân với giá 45.000 đồng đây này, một mét vuông này. À, Cẩm Phả Quảng Ninh mà nè, khu vực suối không khoáng lắm, Cẩm Phả Quảng Ninh nó lấy để nó xây khu nghỉ dưỡng khoáng lắm, nhưng mà nó xây sóc heo hai bên đường, nó bán nó giả dân có 45.000 đồng một mét vuông này. Dân bảo là không đồng thuận mà nó chưa có một cái quyết định chính thức nào của tỉnh cả, chỉ tỉnh có phê duyệt dự án ra đâu. Đấy, hả? Nhưng mà cuối cùng là nó cứ thế nó bảo nó làm.
nó đã biết đấy, nó vẫn phải cưỡng chế người dân ngày mai. Thế ngày mai là dân phải ra đường, mà trong khi đó đang là đại dịch như thế này, đại dịch như này mà corona như thế này, đang cái lúc đại dịch corona vậy mà đây là con trẻ như thế này mà bảo là đây ra đường đấy. Có khổ không cơ chứ? Đây. Đó, thành phố này lên cái thành thành phố cứ tiếp tục như thế này làm sao? Đấy, làm cái gì nó cũng phải có luật pháp, nó phải lứa lương tâm chứ. Đấy, bây giờ người dân vào đấy có 45.000 đồng mà đất nhà người ta từ cái 580 các bạn ạ, đất từ 580. Đất nhà của nhà các bà là đất có sổ đỏ đàng hoàng, đất nhà người ta là có sổ đỏ đàng hoàng, đất liền kề, đất trồng cây lâu năm chứ không phải là đất hoang hóa gì mà người ta xây gọn gàng như thế rồi. Bây giờ buồn bù người ta 45.000, yêu cầu lãnh đạo gặp dân nhưng mà nó không có cho gặp đâu. Đây là các bạn, nó phá cổng thế này, nó không cho vào đấy, phá cổng thế này không cho vào đây, công an đứng đây không cho vào, khổ lắm. Đấy, khổ lắm. Quảng Linh ở Cẩm Phả, Quảng Linh bạn ơi, ở khu Suối Lóng, Thắng Lóng ra nó giật. Đấy, nó giật thế này đấy. Đấy, giật thế này, cướp này, ôi trời ơi, cướp này. Thằng to cái gì đây? Thằng to cái gì đây? Nè, nó cướp nặng, nó cướp nữa. Mọi người ơi, kìa đấy, ôi trời ơi. Xã hội đen à, hay xã hội thâm mà gớm vậy? À, xã hội đen à, vậy là như này, đấy. Rằng co. Tô đi, phải mà thu. Em quyền công dân của người ta thu không? Hả? Phá vẩn đi, các ông đừng có cái kiểu như thế. Này, cho chân bằng công à. Đấy, mọi người nhìn thấy nhá, mọi người chứng kiến nhá, đấy. Nó văng to, nó giật dần của các bạn. Đấy. Ác ôn. Không làm gì. Cướp đất của người ta thì người ta phải lên, người ta... Chúng tôi hỏi cái chuyện này. Tôi ở đâu? Tôi hỏi cho ông là 45.000 một mét vuông. Đấy, lấy của dân thì 45.000, tái định cư cho người ta 15 triệu một mét vuông thì dân nào có tiền mà đi tái định cư. Đảng và chính phủ thế này à, mà quát vào đâu? Đây, đây là cướp cả gậy của bà cụ này. Đây, đây. Đấy, các bạn đấy, xem đấy, mọi người xem đấy. Đây là quần gần, nó cướp cả cái ấy của bà, nó cướp cả cái gậy của bà, nó đánh, nó đẩy, đấy, cũng nặng chưa? Một lũ con người như thế kia mà làm những cái trò bỉ ổi như thế à? À, bây giờ nó đem cái biển tập trung, cấm tập trung đông người, bao nhiêu lâu có cái biển này đâu, mà bây giờ nó mất dạy nó vậy, nó. Tao bảo gặp lãnh đạo chứ không có nói chuyện đấy được. Chính quyền quyết đất của dân. Bạn ơi, đất này là đất có sổ đỏ đàng hoàng, các cụ đều có sổ đỏ, các cụ ở đất là lâu năm rồi, từ những cái năm 79-80 cơ. Đất có sổ đỏ đàng hoàng, đất liền kề của các cụ luôn, chứ không phải là đất. Đất gì cả mà đất liền kề luôn, tất cả đều có sổ ấy. Vì có sổ lên nó lại bấy như thế. Đấy, nó lại còn có sổ thì lại đền bù 45.000, nhưng mà đứa nào không có sổ thì nó lại khác. Đấy, lại vậy cơ. Không phải Vân Đồn bạn ơi, khu nghỉ dưỡng Thắng Lóng cao cấp bây giờ nó làm cái khu nghỉ dưỡng Thắng Lóng cao cấp đấy bạn ạ. Cứu dân chúng tôi thôi. Các ông định dồn dân vào một chỗ. Ngày mai quốc gia chúng tôi dịch bệnh thì các ông có chịu trách nhiệm
đấy, đang dịch corona như thế. Ở Quang Anh mà là ở phường Quang Anh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đấy. Vâng, ở Cẩm Phả anh ạ, ở phường Quang Anh. Các bạn đã xuống dưới số nhân dân chưa? Ôi anh ơi, các tiểu rồi. Xuống ngang từ hôm qua tao một chút bên bảo xuống Cẩm Phả. Sao lại Cẩm Phả không giải quyết nên là lại phải lên lên tỉnh đấy. Thành phố nữa hôm nay đến gặp dân. Không thể chịu đựng được ấy, người dân người ta gọi là bức xúc quá rồi. Là ngày mai lên rồi. Trên này là có cái văn bản chỉ đạo xuống rồi. Xuống rồi nhưng mà thành phố không nên. Không tiếp không? Chiều hôm nay chúng tôi về thành phố rồi. Hôm qua tiếp các bác? Hôm qua ở trên đây mà thì Lan nhỉ? Thì Lan à? Đâu đâu? Sáng qua. Ở đây cơ. Đây là bà Đỗ Thị Lan với ông Chiến gì? Ông Chiến. Ông Chiến hả? Vâng. Đấy, thế nhưng mà bây giờ người dân người ta thua thiệt như vậy. Bây giờ cháu mời các bác xuống dưới kia đấy nhá. Để liên hệ với đồng chí Chiến, là xem đồng chí Chiến, đồng chí liên hệ với Cẩm Phả xem là trả lời của cái Chiến liệu với bác như thế nào nhá. Bác có bác phải như bác phải. Vâng, đúng rồi. Mục đích các bác lên đây. Để đúng rồi, để gặp lãnh đạo, gặp lãnh đạo để rõ ràng bác chứ không phải bây giờ như này. Mai lúc chống chế là đàn em này làm sao? Em ơi, đánh nghĩa cơ nè. Mai chống chế à? Mai nó chế mà đang dịch như này, anh bảo dịch corona như thế này. Xem ý kiến của chị Chiến thế nào đó chứ. Ngày mai chống chế mà bây giờ đang dịch bệnh như này mà đuổi con chúng tôi bé ra ngoài đường. Bạn này nghiêm, vui bé cũng có. Chị nói cho em nghe. Thưa giấy cưỡng chế ngày 14. Quyết định ngày 19 để cưỡng chế. Thì mai là một ngày 19 để chưa có thấy thu hồi đất. Rồi, thế thì này để tôi nói tiếp này, tôi nói tiếp vào thì em nghe. Thôi, cái tình hình vụ việc như nào? Báo trước 5 ngày đã cưỡng chế. Bây giờ mà đồng chí Chiến ấy thì đồng chí hôm qua đồng chí đã tiếp các bác rồi đúng không? Có những cái chỉ đạo nào nó trong cái việc bảo vệ cái việc cưỡng chế không? Hay là đồng chí bảo vệ Cẩm Phả làm việc? Cứ bảo vệ Cẩm Phả thôi. Cẩm Phả làm việc không phải quyết cái gì cả. Hôm nay như này. Đằng nào thì các bác cũng phải đưa cái kiến nghị đến cho lãnh đạo tỉnh đúng không? Là hôm nay mình không đồng ý cái việc đấy. Thế thì bây giờ em đề nghị các chị này, các bác xuống gặp lại đồng chí Chiến đi. Đồng chí Chiến là đồng chí phó chính văn phòng của ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí sẽ là người ghi nhận trực tiếp các nội dung kiến nghị của các bác để gửi đến lãnh đạo. Có thể nếu mà trong trường hợp mà đồng chí xét là cần thế và có thể là lãnh đạo ưu chí được gặp các bác hay không ấy, thì là đồng chí Chiến đồng chí sẽ đấy. Còn nếu không đồng chí sẽ mới bây giờ yêu cầu về gặp đồng chí chủ tịch tỉnh để đồng chí biết là dân hân hoan như thế này chưa, bây giờ họ lấy của dân có 45.000 một mét vuông. Mà bây giờ là hứa là sáng hôm nay nên để trực tiếp gặp dân để giải quyết mà đến con này không thấy. Con Thanh chẳng phải. Đấy. Bây giờ chưa làm mà đi. Trong khi đến bây giờ đang dịch cúm mà bây giờ dồn dân chúng tôi ra đường. Đồng chí Chiến, bây giờ đồng chí là một các phòng chính kiểm tra, đồng chí tiếp dân dưới kia, các đồng chí là người ghi nhận ý kiến của các bác lên đây mục đích cũng phải là gặp lãnh đạo đúng không? Mục đích cũng phải là đưa ý kiến lãnh đạo đúng không? Thế thì các bác phải gặp các đồng chí trước. Đúng rồi, nhưng mà các đồng chí là đang từ đây đến đây, 80 đến đó. Bây giờ là cứ không cần biết mà cứ đè dân ra như thế rồi thì dân nào nó chịu được? Bởi sao? Bởi vì các đồng chí bác lên đây các bác cũng vẫn phải gặp những con người đấy. Thế là được không bao giờ có đoạn các bác làm được cái đoạn được hay đâu. Phường Quang Anh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nhìn được cái nào mấy đất nhìn cà của chúng tôi. Bảo bảo luôn là bây giờ đang ấy loa, dưới đang bắt máy loa. Dưới nó thấy không báo loa rồi đấy. Gọi luôn đấy bảo ông ấy. Nó thông báo loa là mà bên đây ấy cả nó ở dưới cái nhà mình nó thông báo loa đấy cả. Nó đem mang loa đến nhà mình nó thông báo đâu. Không chưa được. Đấy. Đấy bây giờ các anh xem như nào giải quyết chứ không thể làm như thế được. Quyết định cái chính sách của tỉnh chưa có. Bảo đưa quyết định chính sách của tỉnh thì anh chủ tịch anh bảo lên tỉnh mà hỏi. Các tôi thử hỏi. Bây giờ như này là dưới văn phòng tiếp dân mời các bác xuống dưới đấy là một. Thứ hai là họ đang mời cả ủy ban Cẩm Phả lên. Bây giờ đây đang bắt ba ở nhà, đang là bắt ba ở nhà. Đây có để cho cái con chế bọn em đây nè. Cái việc bắt loa là việc của ngày mai. Bây giờ đây còn bây giờ đang bắt loa rồi. Mọi người gọi điện lên này đã bắt loa rồi. Là để đối thoại để gặp gỡ lãnh đạo đúng không? Thế bây giờ lãnh đạo đang mời các bác xuống. Lãnh đạo đang lên cả Cẩm Phả mời. Cẩm Phả lên. Tại sao các bác không xuống để nghe tao nói gì? Đúng không?
Thì đây anh em cháu đang giúp chưa bác. Chưa có một cái quyết định dự án gì, đúng không? Tỉnh chưa đồng thuận, tỉnh chưa đồng ý rồi. Chưa ký phê duyệt dự án gì mà các ông làm. Thì anh nói nó không qua đây. Thế bao nhiêu con đã truyền đạt cho các bác là đến các lãnh đạo, để các lãnh đạo là chưa gặp cả cầu phá lên đây để gặp các bác cơ mà. Cho các bộ con là cứu dân trong cái lúc này, đang dịch bệnh mà người ra ngoài đường. Chứ bây giờ anh em con ở xa, anh em con đâu biết được người như nào đâu. Phải có những cán bộ trực tiếp, ở đấy người ta làm. Đấy bây giờ người ta đang mời các bác xuống đến trụ sở tiếp dân nhé. Mọi người di chuyển xuống đi. Mọi người di chuyển tất cả xuống dưới kia đi. Trong làn là sẽ có những người bố trí được. Đây bây giờ đi bảo là cho bà con xuống cho tiếp dân đây, không biết là đồng chí nào tiếp dân đây. Đang dịch bệnh như này, con cái chúng tôi tập trung những cái. Bây giờ phải là đồng chí chủ tịch tỉnh ấy, đồng chí nào, đồng chí để cho người dân người oa về người dân an người ta được lãi chứ, đúng không? Đây anh là anh giới thiệu anh. Em là ở bên công an thành phố Hà Long và chính là người ta đảm bảo cho tôi khu vực này. Thế nhưng với chức năng của em ở đây thì bọn em cũng phải nghe ý kiến nhân dân và bọn em cũng đã phản ánh ý kiến của bác đến đó bây giờ và lãnh đạo đang triệu tập dưới kia là kể cả tổng thống cũng lên nữa và các cái văn phòng ở trên này để gặp gỡ với nhau các bác. Thôi bây giờ chúng ta đi xuống cho tiếp dân đang như nào nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ nhé. Tối hôm chả nhìn thấy cái gì mà hết bố lá pin rồi sao ấy.